Nào, để ông xem cái nút này, xem này. Đây nha, à, cái nút như thế này. Đấy, thế bây giờ làm thế nào để cởi được nha. Bây giờ là nếu ông cởi được thì ông ăn kẹo, thế con cởi được thì con ăn kẹo, đồng ý không? Đồng ý. Ừ, thế bây giờ con cởi hay ông cởi? Con cởi. Ừ, đây, thế con cởi đi, thế con không cởi được thì ông cởi nha. Ok. À, cái lưới đang bị chặt à? Kệ, ông không biết. Ôi, cái lưới sao bị chặt rồi? Không được ạ. Khó quá. Khó thì ông cởi, đưa ông cởi thì ông ăn kẹo. Không được. Ông không cởi đâu, ông không cởi được đâu. Không cởi được thì đưa ông cởi ra. Ông không cởi cái này ạ. À. Thế thì đưa ông cởi ông ăn kẹo này. Nào, nào đưa ông cởi. Không. Nhà không cởi được đâu. Ông cởi được. Ông cởi được, ông ăn kẹo. Đấy. Ông cứ làm là không phải đâu. Phải. Ông một tay ông cởi được. Đây một tay ông cởi nhá. Một tay ông cởi nhá. Đây. Nào, đây con bỏ đây nha, để một tay ông cởi nhá. Thế xong ông ăn kẹo nhá. Ok. Ok gì nhá, ông cởi được thì ông ăn kẹo, hay còn con cởi được thì con ăn kẹo. Đơn giản thế này. Tay con không khỏe. Không khỏe thì vẫn cởi được mà. Sao con cởi cái này được? Sao khó quá. Đó. Không được, ông không làm được đâu. Thế thì để ông làm. Để ông khó lắm. Khó các ông làm được. Khó ông không phải làm được. Ông bụng nào kia. Thôi không bụng, mới đang nói chuyện cởi mà. Nè. Không. Thế để ông cởi, ông ăn kẹo. Ông không cởi đâu, chẳng. Thế giờ đưa ông cởi, thế ông ăn một nửa, con ăn một nửa. Đã ăn một nửa. Ừ. Đồng ý không? Đồng ý. Nào, thôi đưa đây, ông cởi. Con một nửa nhá. Ừ, con một nửa, ông một nửa. Nè. Ok. Ừ. Ông một nửa cho anh nhá. Ừ. Ông một nửa to nhá. Cái con một nửa to. Con nửa bé, ông nửa to. Con to, ông nửa bé. Không, ông cởi được thì ông phải ăn nửa to chứ. Con nửa to chứ. Ồ, thế thì thôi, ông không cởi nữa. Đen đỏ sưng. Nào, có cởi nữa không? Có. Ừ, sẽ cởi đi. Sao khó được. Nhìn vào đấy mà cởi chứ, nhìn vào cái ông đang quay thì cởi làm sao được. Đấy, nhìn vào đấy. Thế thôi, để ông cởi cho ông ăn. Con cười là con ăn cả con cái to mà. Trời, ông cởi ông ăn cả. Con cười là con ăn cả chứ. Con cởi được đâu. Khó. Bởi vì thất thế hơn, đang bị đau. Rằng thế làm sao mà được, phải nghĩ thế. Xong rồi cởi từ từ thì nó mới được chứ. Đưa ông cởi cho mà xem. Nha. Cởi như nào? Ừ, đây này phải cởi dần dần cái nút này này. Đấy, để nó gỡ cái nút này ra. Ừ. Thế thôi đưa ông cởi cho ông ăn kẹo. Để con xem ông ăn cũng được mà. Con ăn.
con ăn thì con phải cởi được chứ. Thế còn không thì đưa ông cởi cho. Thế xong rồi ông ăn kẹo, không con ngồi con xem. Ông rửa tay để không ông rửa tay đây nhá. Ờ đây ông rửa tay đây. Để con làm. Ờ đấy. Thế nếu mà con cởi được thì con ăn kẹo cả. Thế mà không nhường lại để ông cởi, xong ông cởi được thì ông ăn cả. Chưa khó được. Chưa khó. Phải, ôi, ông một tay ra, hay này, cái này đang bị khó rồi, nhưng ông phải cầm cái này đi. Ừ, đây ông cầm cái này. Ông một tay nó tự ra rồi. À, ông bỏ tay nó tự ra đây, ông bỏ tay. À. Nó chưa ra được. Ông vẫn cầm tay. À, ông vẫn cầm tay. À, chưa ra được. Ít nhất thì được tiền ngoài bàn sau càng sẽ được hưởng một quả đá phát góc. Thôi, không cởi được thì để ông cởi, để ông ăn kẹo. Con đang cởi được không? Không cởi được rồi, mãi chưa được, bởi cởi được rồi. Đấy, lại đi nắm tay vào như thế thì có mà còn lâu. Thôi ạ. Nào, sao để ông cầm như chặt này. Đây ông cầm đây, nè, đây cầm chặt cái này gì? Cầm chặt cái này để con cá ra. Ừ, đây, đấy. Úi giời ơi, càng lôi thế nó càng chặt. Úi, càng lôi thế nó càng chặt, càng khó cởi. Càng khó cởi mà. Thế khó cởi thì đưa ông cởi. Con đưa ông cởi thì ông ăn kẹo một mình. Xong con ngồi con xem ông ăn. Không có ăn mà. Thế con ăn thì ông ngồi ông xem à? Thôi. Ông cầm tay như này đi ông. Hả? Cầm tay như này nhá. À cầm tay như này á. Đúng rồi. Ừ, à. Chế đầy nỗ lực và sau đó là đẩy bóng đi. Kiểu như bắt pha xạ, bắt sát vào phía trong. Tình huống căng thẳng. Ôi giời ơi, con mà không hiểu vào cái nút đấy thì con mà bao giờ mà cởi được. Đây là ông cầm quạt. À này, đây ông cầm đây. Ok, để con thì con đang gặp bị khó. Cảm cái này ạ. Được chưa? Được. Nó càng kéo thế nó càng chặt hơn con ạ. Nó càng thiết nút vào thì càng khó. Bây giờ con càng kéo thế này, này cầm cho con đấy, nhưng con càng kéo thế nó càng khó. Dạ. Nó càng chặt. Thôi cứ để ông cởi. Không con cởi mà. À ông cầm cái gì đấy? À đây ông cầm tay. Để tao lại cái đây. Như thế là động tác giả. Như thế là không phải cởi thật. Mà đấy chỉ làm trò, thế thì không bao giờ được. Nhá, đưa ông cởi cho một cái là được luôn. Nhá. Thế và ông sẽ ngồi ăn kẹo một mình, xong con ngồi con xem ông ăn kẹo. Không có mà ăn kẹo. Hết to rồi ho đấy. Không mà ăn kẹo mà. Không chơi hết to. Không mà ăn kẹo mà. Ê, thì con ăn kẹo thì con cởi đi, thì ông có bảo con không ăn đâu. Nhưng mà phải cởi được con mới được ăn chứ. Càng chặt quá. Chặt quá. Không càng chặt mà. Chặt đó cũng cởi được. Càng chặt nhưng mà con sắp cởi rồi. Bây giờ ngoắc vào tay thế thì càng không cởi được. Càng cởi, càng không cởi được. Phải cái mẹo để mà đây này, phải cởi vào cái nút này này. Nút à? Đấy, ừ. Sao mà con cởi được? Đấy, con cởi được đâu. Này, sao mà con cởi cái này? Vào rồi, vào rồi. Vào rồi, ít đưa được quả thứ hai rồi. Quả thứ hai? Vào rồi, đứng lên mà sang. Vào.
Nào, ông ngủ xuống sao phải không? Những điểm chạm, những tình huống di chuyển và cả cú dứt điểm của Huy Toàn thực sự xứng đáng chấm điểm ưu. Tôi đã nhấn mạnh về việc Risky Ritho dâng cao một cầu thủ lao tường sau khi đón đường chuyển của Marcelo. Một chạm thôi, còn cú dứt điểm của Huy Toàn thực sự với các cổ động viên của đội tuyển U23 Indonesia. Một cú đưa lòng trọng chân trái đầy nhạy cảm của số 8. Cristiano là người phát động tấn công. Marcelino đi bóng vào trong chuyền bóng một cầu thẳng ra. Và Huy Toàn có một cú dứt điểm làm nức lòng người hâm mộ. Thành công cho đội tuyển U23 Indonesia. 2-0 rồi cho Indo rồi. Vào rồi. 3-3.